cho nên là cái độ dốc nó cao, cho nên khi mà mưa xuống, mưa bão xuống thì nước đổ dồn rất nhanh, tốc độ rất nhanh, cho nên nó tàn phá rất là lớn, cho nên là thiệt hại nó cũng không, rất là khó tránh khỏi. Vì vậy thì